Đang đi lấy vị thuốc mà. Đâu rồi? Sao đấy, sao đấy, sao đấy? Bố em lên cơn đập phá đồ về. Ờ đấy mọi người, anh em hai anh em đang tiến hành là lấy cái củ bách bộ. À đấy, cho mọi người xem cái dây của nó nhé. Cái dây của củ bách bộ nhé mọi người nhé. Đây này. Ôi nhưng mà dây này nó đang nó vừa mới lên chưa còn lá mọi người ạ. Dây này nó vừa mới lên này. Nó chưa còn lá. Cái lá của nó thì nó hơi dài dài, nó như kiểu là trầu ấy, nhưng mà nó lại hơi dài dài hơn lá dầu. Nó cũng có gân kiểu như thế đấy. Đấy, dây này khá là to, dây này chắc là được nhiều củ đây, bởi vì là dây to béo như thế này mà. Đấy, anh em đang tiến hành thì đào đây. Nó ở đây, nó ở dưới này. Dưới này. Đấy. Dây to này không biết có nhiều củ không? Chắc là nhiều đấy, bởi vì là thường thường ở cái núi đá này là nó cũng đất nó hay tốt hơn chỗ khác rồi. Đây, đây là đặc biệt nó đạt. Đấy. Đất núi đá này nó tốt mà. Thấy luôn thế nào ấy? Không, đây dễ cây. Ừ. Ô, sâu thế, nghe sâu đấy nhỉ? Sâu. Thường thường nó hay nổi ở trên này thôi mà cái dây này nghe sâu đấy. Chưa thấy củ đâu. Tít dưới. À đây. Thấy rồi. Ừ. Củ đây. Biết phải không? Đấy. Em chặt chặt cái rễ này đi, mấy cái rễ trên này đi. Cái loại bách bộ này nó ít lắm, không bây giờ không có nhiều lắm. Ừ. Bởi vì ngày xưa anh thấy cũng nhiều người đi lấy lắm ấy. Đó, cái này người ta đi lấy bán suốt. Người ta lấy nhiều quá rồi, bây giờ nó hiếm rồi. Bây giờ là hiếm lắm đấy cái bách bộ này. Ngày xưa thì đầy ra. Cái này hôm nay anh em đi mới gặp thôi. Ừ, gặp may đấy. Mà lại còn dây to này đấy chứ nhỉ. Nhiều khi người ta đi người ta không... Đi phải. Đến có khi đi đến nhưng mà chắc là nó chưa lên em ạ. Anh em mình đi đến nó mới lên này, nó đấy mới lên được đến tầm kia kìa, mới leo được đến đấy. Sâu hết, sâu thì củ mới to đấy. Ôi làm dễ thế. Đây là có củ chưa? Gì? Ôi sâu thế. Kéo chặt cái này. To không, to không? Ở đấy, như đấy thì đúng không? Ở đấy này. Ú, củ to đấy.
to dài. Ừ. Có nhiều không thì chưa thấy, chưa biết. Nhưng mà thấy một củ là thấy to rồi đấy. Ui, củ dài thế. Đây, củ này mọi người. Đấy. Củ này, khá là to luôn. Bình thường củ thì chỉ được một nửa như thế này thôi. Nhưng mà củ này hình như là cái đất ở đây nó tốt đấy mọi người. Đất ở đây nó tốt thì thành ra củ nó to, nó dài này. À đấy, củ này em có biết tác dụng của nó không? Chữa bệnh gì được không? Củ bách vụ thì chủ yếu là chữa về ho là chính. Ho à? Với lại, nhưng mà nó cũng phải kết hợp với nhiều vị thuốc khác nhau đấy. À, tức là một mình nó là không... Đúng rồi. Nhưng mà nó là vị chính. À, tức là kiểu như đến phổi, đến ho các thứ là nó chữa được à? Đúng rồi. À, ở đấy mọi người, thì em Chiến ấy thì em chỉ chủ yếu là đi lấy thôi, nhưng mà em cũng nắm được những cái tác dụng chính của những cái loại thảo dược mà em ấy lấy. Thì mọi người cứ lên Google để tra thì sẽ biết chính xác và biết được cái tác dụng của những cái vị thảo dược như này mọi người nhé. Đấy, anh em thì bây giờ là đi lấy về để bán đã, còn nếu sau này mà có điều kiện thì sẽ phơi khô và đóng thành túi. Thì có những cái vị nào mà nó kết hợp cái gì thì anh em cố gắng để lấy để cho vào với nhau. Khó đào. Đấy, vô cùng khó đào. Nó ở cái đá này nữa. Thì sau này thì có điều kiện thì mới làm được thế. Còn bây giờ hiện tại thì anh em cứ lấy về đi bán đã. Ui, sẽ chắc đào ấy thế. Đào không giữ được củ nguyên à? Cái này nó khó quá. Nó ấy à? Ui. Nó vào đá. À, nó ăn vẫn ăn không dưới kìa. Chỗ này nó vào đá. À đấy, được cái củ nguyên. Ui, vẫn được. Vẫn được. Dài lắm. Nó vào dài, đá. Củ ở đây dài tốt nhỉ. Đúng cái đất tốt. Nhưng mà chỗ này nó kiểu nó cắm vào trong cái khe đá. Cắm vào khe đá. À nó lọt được cái khe nào là nó chỉ, củ nó chen chúc nhau luôn à? Nó chui vào trong khe đá. Nó kiểu nó bí thế là nó lại phải phát triển dài đấy. Dài. Cái này đào được củ nguyên thì nó đẹp. Ừ. Nó đẹp hơn, với lại nó đến lúc mình đi bán cân nó đỡ hao ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nó cái phần đấy nó vẫn, nói chung nó vẫn mọc ra được cái củ đứt đấy đúng không? Ai gọi nhỉ? Ừ, điện thoại. Alo mẹ à? Vâng, con với anh Khoa đang đi đường. Sao mẹ? À dạ, à, bố con lên cơn à? Ôi, gì ạ? Sao đập phá đồ à? Ờ, về luôn à? Sao đấy? Thế thì chúng con về luôn. Đang đi lấy vị thuốc mà. Vâng vâng. Sao đấy? Bố em... lên cơn, đập phá đồ, về. Về luôn à? Về luôn. Ờ thế, về đi. Lấy đồ. Về nhá. Ừ. Ừ, đấy, em cầm lấy cái đấy đi, tí anh thu cái này sau cho. Mà không, cứ để đấy anh cho ba lô xuống cho. Ôi giời ơi. Đấy mọi người ạ. Thì anh em đang ở trên rừng, nhưng mà em Chiến em ấy có cuộc điện thoại của mẹ gọi về bảo là bố nhà không có. Đấy, hôm nọ Khoa cũng nói là gia đình của em Chiến thì cũng éo le lắm. Thì thôi bây giờ thì Khoa cũng xin phép là tắt máy, kết thúc cái video này ở đây để Khoa đi theo anh em Chiến thôi. Bởi vì là chắc là cũng nghiêm trọng thì mẹ em mới có thể gọi về luôn. Ấy ấy, đây anh cầm đồ với.